tôi là vũ duy trước đây ấy, thì tôi công tác trong quân đội ấy, khỏe lắm thế sau này thì là đến tuổi về hưu thôi thì về nhà vẫn tham gia công việc cùng với gia đình cùng với các cháu thế nhưng mà dần già một thời gian đấy thì tự nhiên là thấy xương khớp của mình nó có vấn đề đi lại thì nó đau mà nhất là cái lúc mà trái gió dở trời ấy, thì là cái lưng nó nó, nó không cho mình ngủ đâm ra mệt mỏi lắm thì đi khám ấy thì bác sĩ bảo ui rồi ôi, ông bị thoái hóa khớp nặng rồi đấy. Lúc bây giờ mới giật mình nghĩ rằng là là, là ừ thì đúng là cái tuổi của mình nó càng ngày nó nó nó, nó càng sẽ bị như thế thôi. Những cái người cao tuổi thì bao giờ cũng thế. Không tật lọ thì bệnh kia. Thế thì tôi đi khám thì bác sĩ cho tôi rất là nhiều thuốc. Tôi uống thế nhưng mà tôi lại bị bệnh đau dạ dày nữa. Thì uống thuốc Tây rất là sợ. Thế nên là ở nhà ấy, thì vợ con chăm sóc rất là chu đáo, nào là thuốc nam thuốc bắc rồi là sắc rồi là viên đủ kiểu uống ấy. Thế nhưng mà thôi xác định với nó là sống chung với sống chung với lũ rồi. Thế thì cũng may cho tôi ấy, cái lúc ấy thì là họp cái hội cựu chiến binh, thì đến tôi gặp một anh bạn, thì anh ấy mách cho tôi, anh ấy bảo là đấy tôi cũng như ông ấy, xương khớp lẩm khởm thế mà bây giờ tôi đi thấy ngon lành. Tôi bảo ông nói cái gì mà mà cái gì mà hay thế. Bảo à đấy, ông uống cái uh, sữa của Mỹ này này, nhập khẩu từ Mỹ đấy. Mà Sure, đấy, nó là cái loại sữa non. Nó lại hỗ trợ xương khớp rất là tốt. Tôi bảo ông nói đùa thế nào ấy chứ. Sữa chỉ có thuốc bổ uống chứ nó chỉ có bổ ấy, chứ làm sao mà nó hỗ trợ được cho xương khớp. Bảo không, nó ghi rất là rõ như thế. Thì hôm ấy về thì là tôi có nói chuyện trong gia đình ngồi bữa cơm cả con gái, con rể, con trai các thứ gia đình ngồi ấy, Thì tôi mới kể cái câu chuyện đi ra. Thì con trai nó rất là sốt sáng nó bảo ba đúng đấy. Con thấy là cái chuyện này mà nhiều ông cũng nói cái chuyện là về uống sữa mà lại coi như khỏi được xương khớp và đỡ đi rất là nhiều đấy. Ba uống thử mai con mua. Thế là nó mua cho tôi mấy hộp tôi uống ấy. Thì đúng là cái khẩu vị với mình cái sữa này rất là thơm, ngon. Cũng khoái uống. <laughs> Thứ hai nữa ấy, thì mình để ý nó ấy, thì mình thấy rằng là ờ à, thì là cái, cái cái của mình nó đỡ đau. Nhưng mà đúng là cái lúc mà gió mùa về trời trở gió ấy, thì là mình như là cái cái cái, cái người mà, mà cái như là cái uh, máy thị, dự báo thời tiết ấy, là biết đau ngay. Thế nhưng mà tôi thấy rằng là cái lúc mà cái đợt gió mùa đông bắc vừa rồi ấy, thì là Thấy rằng là ngoài trời thì là đổ gió này, thay đổi thời tiết này. Mà tôi thấy nó không có đau nhức gì cả. À, mình thấy bảo ờ, à, cái này thì có lẽ là nó hay thật mà nó lại hợp với mình thế. Thế nên là tôi uống, uống một thời gian thì tôi thấy rằng là nó rất là khỏe. Ăn ngon, ngủ kỹ, sáng thậm chí giờ còn chạy. Chứ không phải đi bộ ở bình thường nữa. Thế tôi thấy rằng là rất là hợp. Thì về nhà thì vợ con thấy mình như thế là khỏe mạnh như thế mà lại thấy xương khớp nó không kêu đau nữa ấy, rất là mừng. Thế là thôi thì con rể con dai đua nhau mua tôi hàng thùng một ấy. để bây giờ tôi uống với nó thường xuyên. Phải nói là nó cải thiện xương khớp rất là tốt. Vì này cái Z cha xua này phải cảm ơn rất là nhiều.